Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đối mặt với những tình huống tưởng chừng như bất khả thi, khiến chúng ta mất đi hy vọng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, Chúa lại mở ra những cơ hội mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới, thực hiện những điều mà chúng ta cho là không thể. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của những điều không tưởng. Ngài biến sự tuyệt vọng thành niềm hy vọng và biến điều không thể thành có thể. Hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Tara Jackson qua chủ đề Đức Chúa Trời của những điều không tưởng. Sự kinh ngạc có thể được biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, có thể là im bặt, lắc đầu hoặc là cười phá lên. Cá nhân tôi cảm thấy cười là biểu hiện thường gặp nhất. Abraham và Sarah đã cười như vậy trong Sáng Thế Ký chương 17, câu 15 đến câu 19. Đức Chúa Trời phán với Abraham: "Còn Sarai, vợ con đừng gọi nàng là Sarai nữa, vì tên của nàng là Sarah. Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng ta sẽ ban cho con một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là tổ mẫu của các dân tộc, vua chúa của các dân tộc đều từ nàng mà ra." Abraham quỳ sấp mặt xuống đất, cười và thầm nghĩ trong lòng: một người đã 100 tuổi mà vẫn có con chăng? Sarah đã 90 tuổi mà còn sinh đẻ được sao? Abraham thưa với Đức Chúa Trời: ước gì Ismael được phước trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời phán: không phải vậy đâu. Sarah, vợ của con, sẽ sinh cho con một con trai, và con sẽ đặt tên nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước với nó, là giao ước đời đời cho dòng dõi nó. Trước đó, Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng ông sẽ trở thành một dân tộc vĩ đại, và con cháu của ông sẽ đông như sao trên trời, như cát trên biển. Vấn đề duy nhất là Abraham và Sarah đã quá tuổi sinh đẻ. Khi Chúa hứa điều này, Abraham đã sắp mình trước Ngài và cười trong kinh ngạc. Sau đó, Chúa lại phán với Abraham điều không tưởng, rằng ông và vợ sẽ có một con trai tên là Isaac. Abraham đã quyết định tin cậy nơi Chúa, và nhờ điều này mà ông được kể là công chính. Chúa cũng đã thực hiện điều không tưởng trong chính cuộc đời tôi. Khi tôi học năm thứ nhất tại trường đại học Regent Virginia, Hoa Kỳ, tôi đã tham gia các môn chạy cự ly ngắn, chạy đường trường và môn chạy băng đồng trong suốt 4 năm trung học. Tuy nhiên, vào năm cuối cấp, tôi phải đối mặt với sự thật rằng tôi không thể tiếp tục đam mê của mình khi lên đại học. Dù hoài bão vẫn còn đó, nhưng thành tích của tôi không đạt yêu cầu. Và hơn nữa, tôi sắp vào một trường đại học mà không có chuyên ngành thể thao. Trong 2 tháng đại học đầu tiên, tôi vẫn tiếp tục tập chạy xung quanh khuôn viên trường và cứ nhớ lại những ngày tuyệt vời trước đó. Thật bất ngờ, 2 tháng sau, tôi nhận được tin rằng Đại học Regent sẽ mở ra chuyên ngành thể thao lần đầu tiên, bắt đầu với môn điền kinh. Trước tin này, tôi đã phá lên cười trong kinh ngạc. Tôi tự hỏi: thật vậy không? Tôi sắp được chạy trở lại ư? Trường còn chưa có cơ sở vật chất thể thao, vậy chúng tôi sẽ tập luyện ở đâu? Trong thời điểm đó, tôi đã chứng kiến Chúa làm những việc không tưởng. Ngài không chỉ cho tôi cơ hội để trở thành vận động viên, mà còn ban phước để tôi tạo nên lịch sử và truyền lại di sản cho các vận động viên tương lai trong nhiều năm tới. Chúa thực sự là Đức Chúa Trời của những điều không tưởng. Ngài có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ephesians chương 3 câu 20. Bạn có tin rằng Chúa sẽ làm những điều không tưởng trong cuộc đời của bạn không? Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa kính yêu của con cảm tạ Chúa vì những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm trong cuộc đời con và nhiều người xung quanh con. Cầu xin Chúa tiếp tục thực hiện những phép lạ và những điều không tưởng, để qua đó niềm tin của chúng con vào Ngài càng được gia thêm mỗi ngày. Xin ban cho chúng con tấm lòng tin cậy tuyệt đối nơi quyền năng và tình yêu Ngài, ngay cả khi mọi thứ dường như là điều không tưởng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, trước những điều không tưởng trong cuộc sống, liệu bạn có sẵn lòng đặt niềm tin nơi Chúa không? Ngài đã hứa sẽ làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin và ao ước, cho dù hoàn cảnh dường như tuyệt vọng không lối thoát.
Hãy mở lòng và mời Chúa thực hiện những phép lạ tuyệt vời trong cuộc đời của bạn, và bạn sẽ thấy rằng không gì là không thể đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Rượu vinh thay là Giê-xu, Ngài thật đáng ngợi. Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ, Ngài là vua quyền năng chí thánh. Rượu vinh thay là Giê-xu, Ngài thật đáng ngợi. Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ, Ngài là vua quyền năng chí thánh. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật gì Chúa không ai sánh bằng, thật gì Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật gì Chúa không ai sánh bằng, thật gì Chúa không ai như Ngài. Rượu vinh thay là Giê-xu, Ngài thật đáng ngợi. Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ, Ngài là vua quyền năng chí thánh. Rượu vinh thay là Giê-xu, Ngài thật đáng ngợi. Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ, Ngài là vua quyền năng chí thánh. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thật duy Chúa không ai sánh bằng, thật duy Chúa không ai như Ngài.